Biên Hòa nè mọi người. Đang giãn cách, đường xá đóng cửa hết trơn rồi nè. Chung xe cộ cũng còn đi nhưng mà mọi người thấy đường xá hai bên đóng cửa hết rồi. Đóng khoảng 80% hết rồi. Thì như là không giờ tối nay, không giờ đêm nay là ngày 19 là 16 tỉnh thành là giãn cách hết rồi. Thế giới đang bắt đầu giống như trong mấy phim cắt sống đó mọi người ha. Đường dẫn quê. Quảng trường lớn giống quê luôn ha. Quay nhân thì nó bắn ta. Đây, đây là đang trong trung tâm thành phố Biên Hòa mọi người ha. Khu công viên là bị công viên chợ Nguyễn Hùng là bị đào lại đó. Mai là cấm đi ra đường sao rồi. Đây cái đường này nó hai bên nó cây nó bắt đầu nhiều, đường nó mát nữa.
lênh thang mà đi luôn. Nãy đang quay gặp chốt công an mọi người. Bây giờ đây. Đi để đang giữ gì giờ gặp máy quay. Tùm nè. Đây là Vincom là mọi người. Mát. Cầm này mọi người. Xe cảnh sát giao thông người ta đi tuần tra vòng vòng nè. Rồi mình ghé vô mì, mua mì ánh sáng. Tâm Nguyễn Kim rồi đóng cửa hết trơn rồi nè. Thank you.
đây mấy người ta chợ rau này, ta bán này. Chung dịch nay thực phẩm gì cũng lên mọi người. Một bó hành lúc trước có 10.000, nay bán đâu còn 50.000 bó. Chạy vô chợ đâu chợ này mà khi sáng đó là đông lắm mọi người, mà nay dẹp hết rồi. Đó, đề bạn cấp buôn bán hết rồi ha. Không giờ đêm nay là hạn chế rất nhiều, cấm cái ra ngoài mà người đi mua gạo đồ khá là nhiều. Đây. Gia đình mình cũng đi mua gạo, sáng nay đi mua thức ăn tùm lum quá trời, sữa sải. Thôi chắc clip mình dừng ở đây mọi người ha, clip cũng 10 phút rồi, hơn 10 phút rồi.